các bác cô chú anh chị em thân mến nha. Các bác cô chú anh chị em cứ nhìn thấy cái cây du của em nó quen không? Mới cách đây có ít lâu thôi, chắc tầm mấy tháng thì trước đấy thì em có mua cây này và lúc đấy có cắt sơ qua thì bây giờ nó đã ung tùm này. Các bác cô chú anh chị em chắc nhìn một lúc thì mới nhận ra, nếu mà đã xem cái video mà em làm về cây này lúc trồng đấy thì nó lên rất là kinh khủng, và cái lộc của nó thì lúc ra nó đã hết cái màu đỏ và bây giờ chuyển sang thành trạng thái lá già toàn bộ. Thì em đang tính là cắt tỉa và làm lại cây này, có thể vào dây một số chỗ thì quay lại quá trình để các bác theo dõi nhé. Đó, có gì góp ý thêm cho cái cây này của em nhé. Rồi bây giờ cùng em làm cây này nhá. Đầu tiên là bởi vì nó khá là rậm rạp cho nên là mà lá nó đã già hết rồi thì thời tiết cũng ấm áp thì nghĩ là sẽ rút toàn bộ lá của cái cây này và sửa cái để nhìn rõ hơn và tránh những cái nhát cắt sai lầm các bác nhé.
nó dằm ở đây rồi. Cơ bản là dây tuốt như thế đó, bởi vì là các bác thường nói là lá du mà nó già cái độ như này thì nó rất là giòn, em có thể tuốt cầm từ dưới gốc của cái cành ấy, tuốt ngược lên là có thể làm được, nhưng mà các bác cẩn thận thì không nên làm theo em nhé các bác nhé. Đấy. Thì tìm lượt xem những xương nó như nào các bác nhé. Nhiều khi các bác bảo là quay lại quá trình mà làm chi tiết từ cái bông 18 một, nhưng mà khó, một mình em không làm được, khó thì quay lại cho các bạn bác mường tượng dễ. Đấy. Cái cỏ mà em đắp được tết này xanh tí nó tỉa đi. Cái củ gốc của nó đây, củ của du đây, cái du bác nhá, trồng bằng hạt thì nó mới có củ nhá. Còn cây nào mà không có củ thì là không trồng bằng hạt, củ to hay nhỏ thì trồng bằng hạt thì mới có nhá. Và cây này thì làm cái cây hoành hoành điệu, hoành đơn điệu, hoành hoành cây hoành hoành chiếu thủy, hoành chiếu thủy. Đấy. Ý tưởng của em là chia những cái bông, không hẳn là những cái bông mà là những cái tay tán, không phải là những cái dăm, cho nó hợp lý. Đấy, không bị rối và không bị che mấy cái thân, cái đường chuyển của thân ấy. Đấy, thì bây giờ để tỉa thì các bác nhá, tỉa sơ qua đó, tỉa sơ qua để cho nó gọn, cho nó dễ nhìn đó. Xong rồi ta sẽ đi vào chi tiết sau. Ngoài kia đang có cái máy múc, nó múc nó ổn quá. Thank you.
đừng ghi như hắn ơi. Hả? Thank you.
Đấy, tạm thời là dọn cho nó quang cái đã. Xong rồi là bây giờ là một số cái chỗ mà bẻ lại tay ấy thì chắc có thể sẽ phải vào dây các bạn. Vào dây. Đầu tiên là trước khi trồng cái này là em không định để đấy, có thể sẽ một cái tử, không phải cái tử mà một cái bông sẽ giật lên ở đây, nhưng mà định không để đâu, nhưng mà thôi có thể sẽ để nuôi một cái ở đấy xem sao, sẽ là một phương án khá là hay. Nếu mà không có thì mình cắt vào sau cũng được, vì chỗ đấy nó khá là trống mà cái bệ nó cũng không có gì là ghê gớm lắm, nên nuôi một cái bông ở đấy thì cũng không lo ảnh hưởng đến ai cả. Đó. Này thì nữa thu ngắn lại và bẻ lại những cái răm này cho nó hợp lý. Đây, chỗ này cũng thế. Đây, thế. Răm này tạm ổn rồi. Lại cũng vậy, ngọn này nó thì hơi đuối một tí, tính là sẽ để cái này dịch sang bên này, để cái này dịch sang này, và cái ngọn này nếu mà không đánh được cái ngọn này trở lại thì sẽ cắt cái ngọn này đi. Cắt đi. Cái chỗ này hơi to này. To. Lấy cái này là ngọn chính. Đó. Thì cái này sẽ xử lý sau, cái này đoạn to này xử lý sau. Nếu mà cắt cái này đi, sẽ lấy cái này làm ngọn, cho nó một vòng xung quanh chợ. Đấy. Đấy thì em đi lấy mấy cái dây đấy các bác nha. Chín rồi. Đấy nó máy nó chiếc đấy. Cái đấy. Cái đấy pin lắm cái này. Thank you.
Thank you.
đúng rồi anh em đúng cái kia chuyện. Chê khó sống lắm. Bác này tiền góp cái cành nữa. Ừ, làm tí. Tối với làm ăn cô. Dạ, em cứ đi chạy. Tối cả 2 tháng. Cả 2 tháng. Tối sao, có làm ở mấy nhà mua. Đây, nó còn đây. Thank you.
Đấy. Làm tạm các bác ạ. Chiến dịch còn dài hơi đó. Đủ uống không? Đủ uống không? Ai, kết quả cho nha. Tất nhiên là nó chưa thể nào mỹ mãn được, nó vẫn là kiểu như cây phôi cấp 2, cấp 3 thôi. Đấy, thì tiến trình và ý tưởng sẽ như này. Trên nuôi cái này thật to, cho nên không cắt. Đấy, cái này thì để đây, cũng có thể sẽ nuôi hoặc có thể sẽ cắt. Ở chỗ này nó đang trống, cái bệ nó hơi suôn, cái thân nó hơi suôn. Còn con này này xin nuôi đua dài ở đây để giật làm cái ngọn của cái chi này. Đấy, cái này sau sẽ rụt dịt thêm nữa thể cái này sẽ là cái ngọn, cái này sẽ là cái ngọn. Con này thì tạm ổn rồi, thiếu một tí ở đây, cái này sẽ mạnh thêm, thiếu một tí ở đây, và có thể sẽ cái này sẽ cắt đi, nhưng mà đấy là sau này. Bây giờ để cho nó đỡ trống nữa, con này cũng sẽ cắt đi đây, để một cái bông nho nhỏ ở đây thôi. Con cắt cái này đi, nhưng mà bây giờ tạm thời để vậy. Đó. Cái này sẽ phải nuôi, cố gắng nuôi cho nó mạnh, cái này thật mạnh. Chỗ này đang cần mạnh, đón lấy cái này sẽ đón xuống, này sẽ đón xuống, những cái bông ở trên này sẽ nó như cái tầng mây các bác. Con này phải xuống tí nữa, xuống nữa sẽ kéo xuống tí nữa, không nó gãy. Đấy, đây này, nó khá là giòn này. Đây này, vâng, không có nó hỏng mất. Có gì có ổ gì này. Ví dụ ngọn này đặt này, cắt bò đều nuôi cái ngọn, nuôi cái ngọn cái khó nhỉ. Đó. Khó là mò cái nọ là cái gì, cái cửa đấy các bạn, các bạn nhìn nhé, nhìn phía này thì sẽ ok này, nó sẽ rõ hơn này các bạn. Còn cái này em để nuôi thành cái ngọn này phải mạnh hơn, bây giờ cắt thì thậm chí là mất cả cái ngọn luôn đấy. Cái này sẽ nuôi dự phòng, cái chỗ này sẽ phải làm lại, nó là hơi thô, nhưng bây giờ thì tạm thời chưa nên động vào. Một số cái này nuôi cho nó khỏe cái này ra, để khỏe cái này ra. Bởi vì trước thì những cái tay ở trên nó mạnh hơn, nó che hết nắng, cái này không có nắng. Đấy, cái nào để lại thì là nuôi đó nhá. Rồi, xin cảm ơn các bác.